mùa đông với nhiều hấp dẫn của lễ hội, Giáng sinh, Nguyên Đán với ngày ngắn, đêm dài, ít nắng ấm với gió lạnh, giá băng và với nhiều vi sinh vật gây bệnh trong không gian thì sức khỏe cũng dễ dàng bị đe dọa. Tuy nhiên, nếu trang bị vài hiểu biết về lưu ý đề phòng, chúng ta cũng có thể bình an vượt qua. Sau đây là một vài khó khăn thường thấy vào mùa đông. An toàn sức khỏe mùa đông. Cúm. Cúm là bệnh theo mùa trong năm. Ở miền Bắc xích đạo, cúm xuất hiện vào các tháng lạnh nhất là từ tháng 11 đến tháng 3. Virus cúm lây lan qua đường hô hấp và qua tiếp xúc trực tiếp giữa người bệnh với người lành. Virus cúm sống với 24 giờ trên mặt bằng không sót như nắm cửa ra vào, điện thoại, tiền, dụng cụ văn phòng và trên bàn tay người bệnh. Sau khi che miệng ho, hắt hơi là bàn tay bệnh nhân lúc nhúc những virus cúm. Một vài đề nghị nho nhỏ để giới hạn virus cúm lan truyền gây bệnh. Rửa tay. Rửa tay thường xuyên với nước ấm và xà bông, nhất là sau khi lấy tay bầm miệng che mũi khi ho và hắt hơi. Có người đề nghị dùng khuỷu tay che mũi miệng khi làm hai động tác phun virus ra không khí cũng là ý kiến nên theo. Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, trước khi sờ tay lên mặt, mũi, miệng hoặc sau khi viếng thăm người bệnh. Ngoài bệnh cúm, rửa tay còn phòng tránh được rủi ro nhiễm độc tiêu hóa, hô hấp, cảm lạnh. Đừng ăn bốc và cẩn thận khi bắt tay người lạ. Chích ngừa cúm. Mặc dù vaccine ngừa cúm không hoàn toàn bảo vệ với bệnh, nhưng cũng giảm thiểu các dấu hiệu và các biến chứng của bệnh. Người trên 65 tuổi cũng như những ai đang mắc những bệnh mãn tính như tim, phổi, tiểu đường, suy miễn dịch đều cần chích ngừa. Bắt đầu chủng ngừa từ tháng 10 tới tháng 12, đôi khi tháng 1 cũng vẫn được vì cúm còn hoành hành tới tháng 3 và tháng 4. Phụ nữ có thai cần chích ngừa để tránh biến chứng của cúm cũng như để truyền tính miễn dịch cho thai nhi, vì bé sơ sinh chỉ được chích ngừa cúm từ 6 tháng tuổi trở lên. Tăng cường khả năng miễn dịch. Bằng cách vận động cơ thể mỗi ngày, ăn nhiều thực phẩm tự nhiên khác nhau, uống nước và ngủ nghỉ đầy đủ. Đừng hút thuốc lá. Vì khói thuốc làm tổn thương niêm mạc lỗ mũi, vi khuẩn dễ dàng vượt rào cản, xâm nhập cơ quan hô hấp. Với tất cả đề phòng như trên, nếu chẳng may vẫn bị cúm thì nên cho bác sĩ hay để được điều trị. Hiện nay có một số dược phẩm có thể rút ngắn thời gian cúm, nhưng phải uống sớm, khi bệnh chớm phát sinh thì mới công hiệu tối đa. Ngoài ra, nên nghỉ ở nhà trong thời gian bị cúm để dưỡng sức cũng như tránh truyền bệnh cho người khác.